Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia, cũng như quý vị luôn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và livestream trên trang Facebook NV Radio. Ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020, những sự kiện đáng chú ý trong tuần tường trình đến với lại quý vị khán thính giả cùng với Lê Ngọc, đó là nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Lê Ngọc xin chào anh Thái. Vâng, Lê Ngọc xin chào anh Thái. Dạ, xin mời anh Thái lên tiếng. Chào quý thính giả và chị Lê Ngọc ạ. Dạ thưa vâng, bây giờ thì chúng tôi nghe anh Thái rất là rõ, cũng như là anh Thái đã nghe trên đài. Và Lê Ngọc sẽ mở đầu cho chương trình bản tin của ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Thì quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR, phát đi từ thủ đô Washington, trên băng tần FM 100.3 HD2. Ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020. Những bản tin trong tuần này, những sự kiện đáng chú ý tường trình cùng với Lệ Ngọc, đó là nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Và thưa với anh, trong nguyên một tuần này thì những cái sự kiện nào mà anh nghĩ là chúng ta nên nhắc nhở cùng với nhau rồi tường trình và đồng thời cũng cập nhật đến cho quý vị khán thính giả? Lệ Ngọc xin mời anh Thái. Thưa quý thính giả và chị Lệ Ngọc, trong tuần lễ vừa rồi thì có lẽ là hai cái sự kiện mà được xem là quan trọng nhất trong mặt nội bộ của nước Mỹ. Đó là việc mà ông Joe Biden, đã ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã chính thức mời bà nghị sĩ Kamala Harris ra đứng phó cho ông trong cuộc tranh cử sắp tới. Về phía tổng thống Donald Trump thì đã đạt được một cái số thỏa thuận về mặt ngoại giao, trong đó cái chuyện mà Israel đã ký một cái thỏa thuận để mà bình thường hóa ngoại giao với liên đoàn các quốc gia Ả Rập. Ngoài ra thì Tổng thống Trump cũng đưa ra, gọi là nói, không phải đưa ra, nói lại một cái giả thuyết cho rằng bà Kamala Harris không xứng đáng nước Mỹ. Và Hoa Kỳ thì phủ nhận hoàn toàn cái giá trị của vaccine mà nước Nga vui vẻ nói rằng họ đã thành công, mà chính ông Vladimir Putin cũng nói rằng con gái ông đã thử cái đó. Nhưng mà hiện nay thì cái người viện trưởng, bác sĩ viện trưởng của cái viện đại học ở bên Nhi, bên Nga phụ trách về vấn đề y đức, tức là vấn đề đạo đức nghề nghiệp đấy, đã từ chức, bởi vì ông nói rằng tất cả những cuộc thử nghiệm đó nó không có đúng tiêu chuẩn về mặt khoa học. Về hai người, tức là ứng cử viên tổng thống Joe Biden và ông Trump, thì đối với ông Trump là cái hiệp hội cảnh sát tại New York ủng hộ ông, còn về ông Joe Biden thì cái hiệp hội quốc gia bưu điện thì lại ủng hộ ông Joe Biden. Đó là những cái tin một quan trọng nhất. Trước tiên thì vì chúng ta đang sống trong cái đại dịch COVID-19 thì thưa với anh Thái, anh vừa mới nói đến cái vấn đề mà vaccine ở nước Nga, thì dù rằng là cái người mà chuyên về phụ trách về vấn đề vaccine của Nga đã lên tiếng và ngay cả ông từ chức, nhưng mà trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8 thì Bộ Y tế của Nga lại lên tiếng, lại cho biết là Nga đã bắt đầu sản xuất cái vaccine này để phòng ngừa đại dịch COVID-19 do Trung tâm Nghiên cứu của Quốc gia của Nga về vấn đề những cái con virus này. Thưa với anh, thì bên cạnh những cái bản tin đó thì ngay cả Việt Nam cũng đang đặt ra những cái gọi là order một số cả hàng triệu những cái loại vaccine này. Và ngay cả Tổng thống Donald Trump nữa, cái điều quan trọng là Tổng thống lên tiếng và Tổng thống còn tán dương cái vaccine COVID-19 do Nga chế tạo. Thì cái điều này anh nghĩ như thế nào? Trong khi đó mà ở nước Mỹ đó thì cũng có những cái tin đồn từ cái vấn đề vaccine, và từ cái tin đồn này nước Mỹ lại không có một cái hướng dẫn cho nó nhất quán để cho chúng ta biết rằng đâu là những cái tin thật, thưa anh, về vaccine. Lê Ngọc xin mời anh. Thứ nhất là cho tôi hỏi chị là cái tin mà Tổng thống Donald Trump tán thành hoặc là khen ngợi cái vaccine của Nga, tôi không thấy cái tin đó trên trên các hệ thống truyền thông. Dạ vâng. Dạ, có thể là tôi đã thiếu sót cái đó. Nếu mà cái chuyện đó có thật thì nó hơi ngược lại với những cái lời tuyên bố ngày hôm qua của các viên chức của chính phủ Mỹ. Phía bên Mỹ nói rất rõ ràng rồi, họ nói là không thể nào xài cái vaccine của Nga được, bởi vì chưa có đi qua được những giai đoạn 3, giai đoạn 4 để mà xác nhận được rằng cái vaccine này có hiệu quả khi mà thử nghiệm trên người. Và tổ chức WHO cũng thế nữa, họ nói họ không có thể nào tin cái chuyện này.
Và ông bác sĩ Anthony Fauci thì ông nói rõ lắm. Ông bảo là ông nghi ngờ về cái thành quả mà Vladimir Putin đã công bố. Thành ra để cho tôi sẽ thì giờ tôi check lại thì xem cái tin mà Tổng thống Trump ca ngợi nó như thế nào. Dạ Nếu mà vâng, quả thật như vậy bên thì cạnh là rõ đó ràng thì một lần nữa là chống đánh xuôi kèn thổi dạ ngược, đúng, cái điều đó nếu là mà cái chuyện đó xảy ra đúng thật. dạ cái điều đó là cái điều mà Lê Ngọc muốn gửi đến đó, thì Tổng thống Donald Trump nói là vaccine của nước Nga có thể dùng được, và cái điều mà anh bổ túc đó rất là đúng. Các chuyên gia, các bác sĩ về vấn đề lo về đại dịch COVID-19 thì đều nói hoàn toàn rất là nghi ngờ cái vấn đề vaccine của nước Nga. Điều đó thì anh Thái nói rất là đúng, thưa với anh. Như Và vậy thì cái tin của Tổng thống Trump như thế nào, chị có thể cho nghe được không ạ? dạ thưa vâng, Tổng thống Donald Trump thì nói lên tiếng về cái vấn đề vaccine của nước Nga có thể sử dụng được, thì cái điều đó ngay lập tức cũng đã bị những cái sự chỉ trích, những cái phản bác của các chuyên gia về vấn đề y tế đặt ra cái câu hỏi. Rồi trong cái vấn đề này đó thưa với anh, còn có một cái sự kiện mà cái sự kiện này nói rằng là ở nước Mỹ hiện nay đang có những cái giả thuyết và cho rằng là bài bác những cái vấn đề mà vaccine, vì họ nói rằng vaccine này đang được bào chế bởi một cái loại từ cái ốc khỉ, rồi nếu mà có chích cái vaccine này thì có thể bị hại về vấn đề bại não, hoặc là có thể trở thành những cái con zombie. Đó là những cái hiện tượng mà hiện nay ngay lập tức khi mà nói đến vấn đề vaccine thì đã có những cái giả thuyết ở ngay tại nước Mỹ bài bác không có nên chích vaccine của COVID-19 thưa anh. Đây là con số thống kê mà tôi đọc được ở trên đài National Public Radio. Vào khoảng độ 35% dân chúng Mỹ trả lời một cuộc phỏng vấn của NPR đó, thì họ nói rằng họ sẽ không chích vaccine cho dù khi mà vaccine đã được công bố là thành công và được cái sự chuẩn thuận của cơ quan thực phẩm và thuốc men Hoa Kỳ, tức là FDA. Trong khi đó thì 60% dân Mỹ nói rằng họ sẽ chích vaccine. Nếu chúng ta xem cái cuộc nói chuyện của ái nữ cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, đó là cô Jessica, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái hiện nay nó có một hiện tượng nước Mỹ gọi phải gọi bằng bà Jessica thì đúng hơn, bởi vì đã có chồng có con rồi. Và Jessica nói rõ là một trong những người mà đi cổ súy cái chuyện dân Mỹ nên chích thuốc flu mỗi năm, nên chích vaccine trong cái bối cảnh đại dịch Covid này. Nhưng mà Jessica đi ra ngoài một cái tiệm cà phê Starbucks và đã bị ba bốn người xỉa xoa mặt, lúc đó có bầu mà chưa có đẻ con á, bảo rằng khi mà cô sinh đứa con này ra thì cô chớ bao giờ cho đứa bé nó chích thuốc flu hoặc là chích cái gì cả, bởi vì nó sẽ nguy hiểm đến sức khỏe của đứa bé. Nó phản ánh một cái hiện tượng là có một số người tại nước Mỹ thật là họ không có tin gì về vấn đề vaccine hết, dù là vaccine chích flu hàng năm, chứ đừng nói là gì là vaccine để hy vọng ngăn chặn được coronavirus. Có một số người mà hình ảnh ở trên truyền hình, đặc biệt là của đài đài NBA, xin lỗi, NBC, cho thấy là có nhiều thành phố đã xuất hiện những người cầm loa đi ra đường kêu gọi dân chúng là đừng chích vaccine coronavirus, và họ đưa ra một cái thuyết âm mưu, chúng ta biết là đó là một cái thứ conspiracy theory thôi, và nói rằng đây là một cái mưu đồ độc ác của cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA để mà muốn thống trị thế giới khi mà thả cái con vaccine này ra, và đồng thời CIA sẽ kiếm một số tiền khổng lồ cho ngân quỹ của CIA khi mà vaccine thành công. Và còn một số người khác nữa, người đưa lên trên mạng xã hội là ông tỷ phú Bill Gates đã dính dư phần vào cái chuyện mà làm lây lan cái vaccine này trên thế giới, bởi vì cái công ty mà nghiên cứu thuốc của ông Bill Gates sẽ hưởng một số tiền gọi là kinh khủng lắm, lớn lắm lận, bởi vì đã có cái vaccine rồi và chỉ chờ tung ra thị trường thôi. Thú thật với cái thính giả và chị Lệ Ngọc, tại vì đọc tin thì mình phải đọc thôi, đó là một vài cái phóng sự, nhất là cái con số của một cái đài nổi tiếng ở nước Mỹ là đúng đắn và toàn quốc, đó là National Public Radio, thì mình thấy rằng có 35% dân chúng Mỹ chống. Chứ còn nếu bình thường mà tôi thấy những cái tin này trên mạng xã hội là tôi vứt đi ngay, bởi vì nó là tin tào lao, tin là cái tin mà của những người mà họ muốn cố tình tung ra để mà câu view hoặc là họ ngớ ngẩn, họ tin vào cái chuyện đó thật, chứ ai mà tin vào cái vấn đề
là con vaccine này mà do tình báo Mỹ tung ra để mà chiếm ngự thế giới, với lại là đổ cái tội cho ông Bill Gates rồi đó, âm mưu cùng với thế lực nào không biết nữa, nuôi sẵn con vaccine để trong túi và lúc nào cần thì rút vaccine nó vứt ra ngoài đường và sau đó bán thuốc. Bây giờ thành ra nói thì người Mỹ là I don't care. Vâng, rất là may là anh Thái đã nói, nhưng mà Lê Ngọc thì luôn hy vọng cái số người mà giống như anh Thái đó không tin vào những cái thuyết âm mưu này phải càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì rất tiếc thưa với anh, ngay cả trong cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta đều tin vào một số trong những giới truyền thông của người Việt của chúng ta đưa ra những cái thuyết âm mưu mà Lê Ngọc không hiểu tại sao mà lại hoàn toàn tin như vậy. Như là nếu mà có bị những cái triệu chứng của COVID-19 thì không có nên đi xét nghiệm vì những cái xét nghiệm này nó không đúng, hoặc là cái số mà những người, cái số mà hàng ngày mà tất cả không riêng gì đài NPR mà phải nói là giới truyền thông ở ngay tại nước Mỹ và ngay cả trên thế giới đều cập nhật đến hàng ngày, thì những người này đều tung ra những cái thuyết âm mưu cho rằng những con số đó giả tạo, thưa với lại anh, make up, rồi là ngay cả những bệnh viện dù là người ta có chết vì những cái bệnh khác thì cũng đều nói là do COVID-19. Và cái số mà bệnh nhân bị COVID-19 nó càng ngày nó càng gia tăng, đó là một cái con số giả tạo. Vì nếu mà như vậy á, thì mỗi một bệnh viện có thể một người mà bị như vậy họ có thể được mười mấy ngàn. Thì không biết cái điều này anh Thái, chắc chắn anh Thái sẽ có một cái nhận định và một cái phân tích từ anh Thái, vì anh Thái ghi nhận rất nhiều những cái tin từ truyền thông thưa anh. Tôi muốn kể một câu chuyện thiền thiền như thế này. Có một người cứ đi rao giảng rằng đường thẳng thì không bao giờ có thể tới được, tức là đường thẳng trên nguyên tắc về mặt lý thuyết thôi, thuần túy lý thuyết thì đường thẳng là không tới được thật, tức là nó là một cái biểu hiện có tính cách tưởng tượng của những nhà khoa học, nói rằng của những nhà toán học này, nói rằng một cái đường thẳng ở trên quả đất này hoặc không đường thẳng ở trên cái không gian này thì không bao giờ người ta chạm được tới cái điểm cuối của nó cả. Thì cái vị một cái đi giao giảng đó xong thì gặp người khác, họ vừa nghe cái đó xong họ đấm một cái bục vào trong mặt, họ bảo đây là đường thẳng đây này, bởi cái tay tôi đấm rất thẳng và đấm nó gãy lỗ mũi. Thì với những người nào mà vẫn tin rằng đây là cái trò hoax, như cái cách nói của Tổng thống Donald Trump ngay lúc đầu của đại dịch xảy ra, ông nói rằng đây là cái trò hoax, là một cái trò chơi khăm của Trung Quốc thôi. Nếu người nào tin một cái chuyện đó thật, fine, đối với tôi thì ok đó. Nhưng mà nên học cái bài học của hai người mà đã chết vì coronavirus trong lúc đùa dai như vậy. Một người thì dự một cái tiệc COVID party ở bên Ohio, nếu tôi nhớ không lầm, tiểu bang Ohio. Thì người đó sau khi dự tiệc xong bị nhiễm coronavirus và đi vào bệnh viện. Các bác sĩ và y tá bệnh viện đã thuật lại cho báo chí nghe đó. Và cái câu nói cuối cùng của cái bệnh nhân mà sắp chết đó, họ nói rằng không có cái điều gì mà nó lầm lẫn sai hơn họ trong cuộc đời họ, khi mà họ nghĩ rằng cái con virus này nó là cái chuyện đùa và họ đi dự cái bữa tiệc COVID party đó cả. Sau đó họ trả giá bằng sinh mạng của họ và một người khác cũng thế nữa. Thành thử ra nói theo chị Lê Ngọc, có nhớ cuốn phim của Clint Eastwood mà tôi không nhớ tựa đề là gì, ông bảo là Go ahead make my day không? Người nào mà tin rằng cái đây là trò đùa thì please go ahead make my day. Lê Ngọc thì nhớ cái câu anh Thái nói là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, thưa quý vị. Đó thì đúng thật đấy, dạ. Điều đó đã Thực xảy ra thì ra đúng rất đúng lắm đấy. rất nhiều những bệnh nhân bị dính COVID-19 hoặc là trước khi mà bị tử vong đó, thì khi mà bị đó thưa quý vị cũng đã có những cái lời chia sẻ và nói rằng họ rất là hối tiếc vì đã không có cẩn thận và đã không tin vào cái COVID-19 này. Và trở lại về cái bản tin mà Lê Ngọc nói về Tổng Tôi thống xin lỗi chị Lê Ngọc, tôi nhảy vào tí xíu này. Từ trước giờ phải viết tờ bài gốc của Tổng thống Donald Trump nói rằng cái chuyện mang khẩu trang không mang khẩu trang đó là một quyết định có tính cách cá nhân, bởi vì cái sự chọn lựa đó nó biểu hiện sự cái tự do cá nhân. Nhưng mà đây là cái tin mới nhất này, trước cái tình hình mà lây lan khá là nghiêm trọng thì Georgia, nhất là có một vài cái học khu, với nó có một cái học khu là Cherokee đã vừa mở cửa trường xong thì ngay lập tức có cả ngàn học sinh và thầy cô giáo đã bị nhiễm coronavirus khiến trường phải đóng cửa trở lại. Đây này, tin ngay trước mắt tôi này là tờ Bếp đã bày tỏ rất là lo lắng về cái chuyện đó và đề nghị với thống đốc Georgia là Brian Kemp nên xét lại cái chính sách mở cửa trường và đồng thời nên đưa ra một cái lệnh là buộc mọi người dân tại tiểu bang Georgia
đeo khẩu trang rõ lắm. Tức là tới lúc nào đó người ta đùa với con coronavirus này tới cái độ nào đó thôi, tới lúc mà thấy rằng nó nguy hiểm thực tế cá nhân mình hoặc là người thân của mình thì họ sẽ lễ phép lắm đấy, chứ không có đùa được đâu. Điều mà anh Thái nói rất là chính xác thưa quý vị. Nhưng mà trong cái đại dịch này thì chúng ta đừng có nên đợi đến khi mà trong gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta hay chính chúng ta bị, rồi chúng ta mới hối hận. Thì cái điều đó Lê Ngọc nghĩ là quá trễ. Hồi nãy có cái tin mà khi mà Lê Ngọc nói Tổng thống Donald Trump về vaccine của nước Nga đó thưa với anh Thái. Thì cái tin này nói là trong ngày hôm qua ở ngay tại Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Donald Trump ông có lên tiếng, và thay vì những cái sự nghi ngờ từ những nhà chuyên gia nói về cái vaccine này chưa được đi đến cái giai đoạn 3 mà đã tung ra, thì Tổng thống nói rằng là ông hy vọng và ông mong rằng là Nga sẽ thành công trong cái vấn đề chế tạo ra vaccine để mà có thể rồi từ đó cho những người ở nước Nga hay là trên thế giới họ có thể xài cái loại vaccine này. Và ông cũng nói rằng Ôi là như ông vậy dạ, như vậy là có khác, tức là ông hy vọng thôi chứ không phải là dạ ông ca ngợi vaccine này, ông dạ ca vâng. dạ thưa vâng, ông có lên tiếng ông nói như vậy, và ông hy vọng rằng nếu mà đến khi nó được an toàn thì là có thể sử dụng. Thì hiện nay thưa với anh Thái, không riêng gì nước Mỹ mà phải nói rất nhiều nước trên thế giới họ đều chạy đua để mà họ có thể chế tạo ra cái vaccine. Và một cái điều quan trọng là cái vaccine đó phải hữu hiệu, vì giống như là anh Thái cũng nói đến đó, là thưa quý vị, rất nhiều những cái nhóm họ đang bài cái vấn đề chích vaccine tại Mỹ, vì họ cho rằng là vaccine này chứa thành phần từ não khỉ, rồi những rất nhiều những cái tin đồn thất thiệt thưa quý vị. Thành thử ở cái thời điểm này hiện nay đó thưa với anh, phải nói thật ra là mỗi khi mà nhận được những cái tin đều chúng ta phải có một cái sự kiểm nghiệm, mà ngay cả kiểm nghiệm rồi thực tế nó đã xảy ra nhưng mà nhiều người vẫn không tin thưa với lại anh Thái, về cái ảnh hưởng rất là nghiêm ngặt, rất là mang lại một cái hậu quả từ COVID-19. Thấy cái số người mà hiện nay ở nước Mỹ chúng ta, số người mà bị thiệt mạng đã hơn 170.000 người rồi thưa với anh. Thì những cái con số này nó đã nói lên cái sự thật, cái thực tế. Nhưng mà tại sao không hiểu có những người họ vẫn không tin vào những cái con số người này bị chết vì COVID-19 thưa anh? Tôi giải thích cách khác nhé. Đã có một số người Mỹ và một số người Nhật họ tin rằng sắp sửa có một cái ngày the end of the day, tức là ngày tận thế, cho nên họ chọn đi theo một số những giáo phái và họ đi ra những cái hoang đảo hoặc họ ngay cả những cái thành phố đó. Trong cái trường hợp ngày xưa gọi là Waco ở bên Texas cái đây khoảng 20 mấy năm, là có một số phụ nữ đến đó để dâng hiến thân xác của mình một cách tự nguyện vô điều kiện cho các anh giáo chủ, bởi vì tin rằng anh là cái người mà đã thay mặt thượng đế xuống đây để giao giảng một cái tương lai khác của nhân loại. Sau đó nhóm đó võ trang mà bị chính phủ liên bang đưa lực lượng an ninh xuống đối đầu, xong thì chết một số người trong cái giáo phái đó. Ở bên Nhật họ còn có những cái giáo phái mà họ tin tuyệt đối rằng nếu mà họ chọn cái chết tập thể ngày hôm nay với những cái nghi thức có tính cách huyền bí của họ đó, thì ngay lập tức linh hồn vừa mới rời khỏi cơ thể xác họ đi một cái veo lên trên thiên đường y như là đi bằng hỏa tiễn của Nga hoặc hỏa tiễn của Mỹ chẳng hạn. Cái niềm tin nó vẫn có một số người bởi vì người ta tin như thế, là người ta tin như thế. Có một lần tôi nói trên hệ thống đài với chị Lệ Ngọc rồi đó, về phương diện tâm lý học đó, thì chúng ta hiểu rằng mỗi một người có một cái óc nó đôi khi họ vẽ ra một cái khung. Những cái điều gì mà họ thấy rằng hợp với họ, thích với họ thì họ nhét tất cả những cái đó vào cái khung đó. Còn những cái điều gì mà họ cảm thấy rằng họ không thích, họ bực bội, họ chống lại nó thì họ vứt ra ngoài cái khung đó, và ai nói cái gì họ cũng không tin. Người Mỹ người ta có một câu nói rằng please go out the box, tức là bước ra khỏi cái định kiến của mình đi. Thì bây giờ có một số người đã có định kiến rằng con virus này là cái trò hoax, còn con virus này là cái trò dẫn chơi, nó không có điều gì phải bận tâm lắm, thì không có thì giờ để mà mình tranh luận về chuyện đó hoặc thuyết phục về chuyện đó. Đôi khi người ta phải trả giá bằng cái gì đó của người ta thì người ta mới có thể hiểu được rằng có những chuyện không đùa, bởi vì cái vấn đề này nó đã được các nhà khoa học trên thế giới từ nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, đủ mọi thứ nhà khoa học họ nói rằng đây là một con virus có thật chứ không phải là chuyện hoax đâu. Nhưng mà người nào mà tin thì welcome the club, tôi thì
Vâng, cái sự kiện này mà tại sao ngày hôm nay trong ngày cuối tuần một cách nó thoải mái để chúng ta cùng nhau chia sẻ thưa quý vị. Vì trong những ngày gần đây thưa với anh Thái có quá nhiều những vị thính giả, những vị khán thính giả của đài gọi cho Lệ Ngọc hoặc nhắn tin rồi chia sẻ là họ rất là buồn là trong gia đình có một cái sự chia rẽ giữa cái sự suy nghĩ và cái cảm nhận về cái con virus của cái đại dịch COVID-19 này thưa với anh. Thành thử cái đó là cái điều mà ngày hôm nay Lệ Ngọc gửi tới để cho anh Đinh Quang Thái cùng với lại quý vị hay là cùng với Lệ Ngọc chúng ta gọi là chia sẻ với nhau để mà biết thật sự cái vấn đề mà trong cái đại dịch COVID-19 này nó là một cái điều thật chứ không phải như những cái sự tin tưởng mà anh Thái nói là chúng ta không thể nào mà lay chuyển được cái sự suy nghĩ thưa anh Thái. Nhiều khi có những cái tin mà chúng ta còn phải nói nữa để cho mọi người hiểu rằng đâu là một cái sự thật thưa với anh. Thì không biết là anh có ghi nhận được cái sự việc này với lại khán thính giả của anh ở tiểu bang California hay không thưa với anh? Ở đây cái cộng đồng bên này tôi không có đi gặp hết được, người tôi không biết, nhưng mà tất cả những người bạn bè mà tôi quen á thì người nào cũng tỏ ra lễ phép lắm với cái căn cái đại dịch này, chứ không có đùa. Bạn bè tôi đi ra ngoài đường người nào cũng mang khẩu trang, và thậm chí là 7 tháng nay có những người bạn rất thân mà họ nói rất rõ, điện thoại thì nhá, ông đừng có đến nhà tôi nhá, vợ con tôi không thích đâu nha, và tôi cũng không đến nhà ông đâu nha, bởi vì họ đến nhà tôi họ sợ có thể lây nhiễm cho tôi, và tôi đến nhà họ chơi thì họ cũng sợ lây nhiễm cho họ. Điều đó chứng tỏ là họ cũng lễ phép lắm chứ không có đùa đâu. Tôi đưa thí dụ một trong những bạn của tôi sống ở trong vùng Long Beach này, 7 tháng qua anh vào thậm chí mà đi ra đường mua thức ăn mà vợ còn không cho nữa. Có mấy đứa con nó khỏe thì nó đi tới mua thức ăn, xong đi ngang qua nhà nó bỏ thức ăn xuống ngay trước cửa, rồi nó đưa điện thoại nó bảo bố đi ra lấy thôi, chứ ông này cũng không đi ra ngoài đường nữa. Đó là một cái biểu hiệu có thể là lo. Những người đó thì cũng bị một cái extreme này, tức là hơi do một cái quá sức đi, là không muốn thò đầu ngoài đường bởi vì sợ thò đầu ra cái con virus nó bay cái vèo mũi thì chết. Nhưng mà chứng tỏ là họ biết sợ. Còn có một số người không biết sợ, tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ thấy ở trên mạng xã hội thì có một số người Việt Nam cũng đi ra tham dự vào những cuộc biểu tình đòi phải mở cửa toàn nền kinh tế, không chịu mang khẩu trang và nói rằng đó virus ngon thì tấn công tôi đi. Thì lúc nào nó tấn công thì biết, thưa chị Lệ Ngọc. Dạ vâng, từ những cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 á, thì thưa với lại anh Thái trong nguyên tuần này đó, thì anh ghi nhận như thế nào về những gọi là những cái thỏa thuận có đạt được hay không hay là đang vẫn tiếp tục còn có những cái tranh cãi vẫn bị bế tắc trong cái chương trình gói cứu trợ mà chúng ta nghe trong những ngày vừa mới qua, cái hy vọng của người dân Mỹ có thể đạt được trong tuần tới hay không, cái số tiền cứu trợ nó như thế nào hoặc là cái số tiền thất nghiệp nó ra sao. Vì một cái nghiên cứu của những chuyên gia mà những chuyên gia này về kinh tế đó thưa quý vị, khi mà họ nói rằng nếu mà Quốc hội Mỹ trong cái việc mà gia hạn những cái chương trình mà cứu trợ lần tiếp tới này nếu mà không có một cái sự đồng thuận thì cái nguy cơ hủy hoại nó tác dụng đến nền kinh tế nước Mỹ nó sẽ càng thêm sâu sắc thưa với lại anh Thái. Thứ nhất là cho tới chiều tối ngày hôm qua thì về cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ là xong rồi, không có thỏa thuận gì được với nhau cả. Bà Nancy Pelosi thì bà nói rất rõ là cái hố ngăn cách về quan điểm giữa đôi bên gọi là miles apart, tức là xa nhau như hai thành phố, nói theo cách nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, xa lắm lận. Bởi vì phía bên Dân chủ thì nói rồi, họ bảo là chúng tôi đã thông qua một cái dự luật của tháng 5 là 3.400 tỷ Mỹ kim. Chúng tôi yêu cầu rằng cho mỗi người thất nghiệp mỗi một tuần 600. Về phía bên Cộng hòa bảo không, chúng tôi đã thông qua một cái dự luật chỉ có 1.000 tỷ Mỹ kim thôi, và con số chúng tôi muốn cho là 200. Thì Tổng thống Donald Trump tuần trước ông ký một loạt 4 cái sắc lệnh hành pháp, trong đó có sắc lệnh là cho 400 Mỹ kim, tức là somewhere between 200, 600 và ông cho 400. Thì lúc đó ngày tuần trước mọi người có vẻ vui lắm, nhưng mà nếu chịu khó tìm hiểu bộ luật hiến pháp của nước Mỹ thì tổng thống nói thế thôi chứ làm sao mà cho được. Lý do đơn giản là ngân sách là của Hạ viện Hoa Kỳ. Hạ viện Hoa Kỳ là cái người soạn cái đó trước, rồi sau đó đi lên tới thượng viện rồi đôi bên biểu quyết rồi đưa qua cho chính phủ, thì chính phủ chỉ có ban hành thôi, chính phủ không có đặt từ vấn đề là tôi xin chi tiêu bao nhiêu tiền, không có vấn đề đó.
Quốc hội họ thảo luận xong, Tổng thống ban hành hoặc không ban hành. Tôi đưa một thí dụ, cái dự luật về vấn đề chi tiêu quốc phòng chẳng hạn. Hai bên thượng và hạ viện họ đồng ý với nhau một điều. Chúng tôi đồng ý một cái budget là lên tới 7-800 ngàn tỷ Mỹ Kim, với một điều kiện trong cái dự luật đó, chúng tôi kèm theo một cái đề nghị rằng sẽ thay đổi tên của những căn cứ quân sự Mỹ. Vì cái tên, những cái tên tuổi đó nó biểu tượng cho một cái giai đoạn nội chiến của nước Mỹ, gồm có những General Lee hay là vân vân á. Thì Tổng thống Trump nói không, các ông mà thông qua hai cái dự luật đó qua này, tôi veto liền, là tôi phủ quyết liền. Bởi vì tôi là Tổng thống Trump á, bảo rằng Tổng thống không muốn cái chuyện mà thay đổi tên những căn cứ quân sự đó, bởi vì nó biểu hiện cho một cái tinh thần của một giai đoạn lịch sử của nước Mỹ. Thì chúng ta qua chuyện đó chúng ta hiểu rằng tất cả ngân sách của Hoa Kỳ đó đều phải thông qua từ Hạ viện rồi lên tới Thượng viện. Tại sao biết bao nhiêu đời Tổng thống nào cũng có giai đoạn đụng đầu với lại phía bên lập pháp về vấn đề ngân sách mỗi năm. Tới cái tài khoá mỗi một năm sắp chấm hết thì Tổng thống dọa là quý vị mà không thông qua ngân sách mà chúng tôi đòi hỏi ra mà tôi đóng cửa đấy. Không? Bởi vì cái thủ tục của nước Mỹ là gì? Là phía bên hành pháp sẽ nói các bộ sở không quân, hải quân, bộ quốc phòng, ngoại giao đã tự viết một ngân sách cho mình là trong năm nay chi tiêu bao nhiêu tiền, gộp lại thành ngân sách chung rồi xong đưa cái đó thảo luận với bên lập pháp. Lập pháp họ bàn tới bàn lui, cắt xén đủ thứ, xong thì họ bảo đồng ý, đây là những khoản mà chúng tôi cắt, đây là những khoản chúng tôi đồng ý. Và họ thông qua từ hai viện xong họ đưa qua cho Tổng thống. Tổng thống bảo chúng tôi xin 1.000 tỷ mà quý vị cho có 300 triệu thôi, chúng tôi đâu có chịu được, chúng tôi veto. Đó là cái luật ngân sách của nước Mỹ và nó là hiến pháp của Hoa Kỳ quy định rồi. Thành ra cái chuyện mà Tổng thống Trump tuần vừa rồi bảo là sẽ ký cho mỗi một người 400, cái chuyện đó không thể nào có thể thực hiện được. Cho nên bằng chứng là một tuần lễ vừa rồi, phía bên Cộng hòa và Dân chủ vẫn tiếp tục họp. Cho tới chiều tối ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump nói rằng ông đã chỉ thị trực tiếp cho ông Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin để Bộ Tài chính sẵn sàng in những ngân phiếu mới 400 đồng nữa đó để gửi cho mỗi một gia đình Hoa Kỳ. Ngoài ra có một điều mà Cộng hòa với Dân chủ duy nhất đồng ý được trong cái thỏa thuận này đó là họ sẽ cho mỗi một gia đình một lần thôi 1.200 Mỹ Kim một đầu người và trẻ em được 500, y như đợt một thôi. Một gia đình 4 người sẽ được khoảng 3.400 đồng. Nhưng mà Tổng thống nói kèm theo một câu trong buổi họp báo ngày hôm qua. Tổng thống nói là I'm waiting for the approval from Democrat, tức là tôi đang chờ cái sự đồng ý của phía bên Dân chủ. Và Tổng thống còn nhấn mạnh rằng tôi không muốn là cái người tự quyết định một mình mà phải chờ cuộc nói chuyện với bà Nancy Pelosi nữa. Thành thử ra Tổng thống bảo là tôi đã chỉ thị để sẵn sàng, cái chữ đó sẵn sàng là có thể là check là để sẵn rồi, tem có rồi, đưa ra xe rồi, và chỉ cần khi mà phía bên Dân chủ yes một cái đó thì tất cả các xe nó sẽ chở tới bưu điện để nó chở đem check đi thôi. Chứ còn bây giờ thì dùng cái chữ mà sẵn sàng để mà mail đi đấy cũng mất thêm tháng nữa mới mail, chứ đâu có nhất thiết là sẵn sàng xong thì mình gửi gửi cái số tiền nó ra ngay chiều game đâu là ngay đâu. Thành ra thưa chị Lệ Ngọc, tóm tắt lại là cho tới giờ phút này thì vẫn bế tắc ở phía bên các vị nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có Mitch McConnell thì đã đi nghỉ hè rồi và chỉ quay trở lại Thượng viện làm việc sau ngày lễ lao động sắp tới, tức là đầu tháng 9. Và lễ lao động năm nay đó theo lịch mà chúng tôi xem thì là ngày 7 tới tháng 9. Còn những người dân chủ của bà Nancy Pelosi thì chỉ trở lại làm việc hai tuần lễ sau hai tuần lễ đầu tiên của tháng 9, tức là vào khoảng 15 16 gì đó của tháng 9 mà thôi. Và bây giờ chúng ta mới là ngày 15, một tháng nữa thì chúng ta mới hy vọng có ánh sáng cuối đường hầm, ngoại trừ hai phía đi tới một cái thỏa thuận sớm bằng điện thoại gì đó và thôi được rồi, sẽ lấy ngày nghỉ sau, lấy ngày nghỉ bù. Vậy bây giờ chúng ta bay về Washington để ký với nhau cái đó thì dân Mỹ có tiền. Bà Pelosi ngày hôm qua trước khi đi nghỉ hè bà nói rõ bà muốn phe phía Dân chủ là 3 tỷ 4 ngàn triệu, xin lỗi, 3.400 tỷ chứ, 3.400 tỷ, và phía bên Dân chủ đã nhượng bộ rồi, cắt xuống là 2.000 tỷ rồi. Thì bà yêu cầu bên Cộng hòa là từ 1.000 phải lên 2.000 thì mới nói chuyện được với nhau. Bên Cộng hòa bảo không, bà muốn nói 2.000 thì bà cứ nói, còn chúng tôi đi nghỉ hè đây thì bế tắc. Thì chị Lê Ngọc,
Vâng, cái sự bế tắc này thì anh thấy rằng là hiện nay đó thì người dân Mỹ họ đang chờ đợi. Lê Ngọc nhận được có một cái bản tin mà cái số người mà thất nghiệp đó, thưa với anh, lần đầu tiên mà họ nói rằng là sau 20 tuần liên tiếp mà những người nộp đơn xin tiền thất nghiệp là trên 1 triệu người mỗi tuần. Thì trong tuần này đó thưa quý vị, từ cái con số mà từ Bộ Lao động Mỹ cho biết là cái tuần kết thúc vừa mới qua đây, thì lần đầu tiên mà cái số người xin thất nghiệp dưới 1 triệu người, thưa với anh, như vậy thì cộng với những người vẫn còn tiếp tục bị thất nghiệp thì cái số người bị thất nghiệp ở Mỹ rất là nhiều. Anh nghĩ đi, từ giờ cho tới phải đợi qua sau ngày Labor Day mà anh nói hiện nay đó là ngày 7 tháng 9 đi. Anh có nghĩ là những chuyên gia kinh tế họ càng nhìn tới cái con số này và chưa có một cái sự đồng thuận, vẫn tiếp tục bế tắc thì kinh tế của nước Mỹ lại càng bị suy thoái hơn, thưa với lại anh Thái? Tôi tin lời tổng thống của tôi. Tôi tin lời tổng thống Donald Trump của tôi. Anh Tổng tin thống như nói thế là nào sang ạ? năm một cái nền Anh tin như thế nào về tổng thống ạ? tổng thống nói thì mình phải tin, bởi vì tổng thống nói nhiều lần rằng sang năm sẽ là một cái nền kinh tế rực rỡ của nước Mỹ, và cái quý cuối cùng, tức là 3 tháng cuối cùng của năm nay, cũng là một nền kinh tế khởi sắc trở lại. Don't worry, chúng ta phải tin vào tổng thống Trump thì chị ạ. Dạ vâng, như vậy cái niềm tin của anh đó đó là một cái niềm tin là sự việc nó sẽ xảy ra, kinh tế sẽ rực rỡ trước ngày bầu cử và người dân Mỹ cũng như là tất cả những cơ sở thương mại sẽ bùng nổ một cách, và kinh tế của nước Mỹ nó giống như một cái đèn vậy đó, chúng ta vừa tắt là chúng ta bật là nó lên liền, phải không thưa anh? Nhưng mà có nhiều cái đèn vừa mới bật lên nó tắt luôn ạ. Dạ như vậy thì Lê Ngọc xin chúc mừng cái niềm tin của anh. Anh Thái vừa mới nói thì có một vị khán thính giả ở ngay area code của anh đây 714 phải nói rằng là cái niềm tin của ông Thái đó cũng chính là niềm tin của tất cả người Mỹ cho rằng kinh tế nó phải trở lại như vậy, rồi họ cười hắc 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 thưa với anh. Thì cái Sao lại cười? dạ Chúng tôi không đang biết. nói chuyện đứng đắn mà sao cái người đó lại cho rằng tôi nói đùa một cái. Dạ vâng, vị thính giả này ở 714 thì vị thính giả nói cho biết tại sao có cái nụ cười này, nụ cười mỉa mai hay là nụ cười thật sự đây. Nhưng mà trong lúc chờ đợi thính giả 714 nhắn tin lại cho biết cái nụ cười là nụ cười như thế nào thì thưa với anh, còn cái Cái này là vài cái nó nói theo nhạc Trịnh Công Sơn ấy, là nụ cười khúc khích sau lưng, đó là một cái bài thơ của nhà thơ Bùi Giáng, thưa chị. Dạ vâng, đây là một cái câu chuyện vui mà Lệ Ngọc nghĩ là cái câu chuyện vui của đời thực đó nha thưa quý vị, mà anh Thái vừa mới gửi đến cho quý vị. Thì bây giờ đó Lệ Ngọc lại chuyển qua, lại tiếp tục ở nước Mỹ đó. Trong gần 4 năm qua đó Lệ Ngọc thấy nó có rất nhiều những cái thuyết âm mưu anh. Thì cái thuyết âm mưu mà Tổng thống Donald Trump ông vừa mới lên tiếng trong vài ngày vừa mới qua về cái vấn đề của bà Kamala Harris. Ông tin vào cái vấn đề là bà Kamala Harris không có đúng hợp lệ để mà trở thành ứng cử viên phó tổng thống thưa với anh, điều này anh ghi nhận như thế nào về cái giả thuyết mà Lê Ngọc nghĩ là cái giả thuyết này tổng thống lặp đi lặp lại từ thời của ông Barack Obama thì không ngờ lại lần này lại đối với lại bà Harris thưa anh Thái? Hai trường hợp hơi khác nhau một chút. Ngày xưa thì Tổng thống Trump nói có vẻ khẳng định về trường hợp của ông Barack Obama là không sinh từ nước Mỹ. Nhưng mà cái việc của bà Kamala Harris thì Tổng thống Trump có dè dặt hơn. Hôm rồi trong một cuộc họp báo thì một phóng viên của CNN đứng dậy hỏi rằng có một cái tin nó được loan truyền ở trên mạng xã hội là có một ông giáo sư luật khoa dạy tại Đại học Chapman University ở miền Nam California, ông đưa ra một cái nghi vấn. Ông bảo theo cái luật hiến pháp của nước Mỹ ấy, thì phải là cái người sinh trên lãnh thổ của Hoa Kỳ thì mới legitimate, tức là mới có đủ tư cách pháp nhân để mà có thể đi ra tranh cử phó tổng thống hoặc tổng thống được. Họ đặt cái vấn đề của bà Kamala Harris, họ bảo rằng như vậy thì cái lúc mà bố mẹ bà Kamala Harris vào nước Mỹ đi du học là sinh viên ấy, thì họ có khai báo những cái trường hợp rõ ràng khi mà đẻ bà Harris tại Oakland ở California hay không? Thì sau đó cái ý kiến có tính cách câu hỏi đó của cái ông luật giáo sư tại Đại học Chapman University được cái tờ báo Newsweek nó đăng lại, rồi sau đó bắt đầu lời qua tiếng lại. Thì ngay cả những người dạy tại Đại học Harvard, những người dạy tại những cái viện nghiên cứu về luật pháp của Mỹ, họ đều nói rằng cái cách đưa tin kiểu đó đó có một cái chữ nặng lắm, nó là một cái cách đưa tin tởm và có cái cách kỳ thị chủng tộc.
thì người phóng viên CNN nó nêu câu hỏi đối với tổng thống Trump, thì tổng thống Trump chỉ nói ô tôi có nghe chuyện đó, và cái người luật sư dạy thì Chapman University đó là một người rất là khả tín, ông ta có một cái uy tín mà đáng phải để ý tới, phải không? Thì tôi cũng không biết, I'm not sure, tôi cũng không biết, tôi là tổng thống Trump ấy. Tổng thống nói là ông cũng không biết một cách chắc chắn là cái điều đó có đúng hay không, và ông nói kèm theo rằng ông tin là phía đảng Dân Chủ đã phải để ý rất kỹ trước khi mà đưa bà Harris ra làm phó ứng viên cho ông Joe Biden. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng đây nếu mà làm cái chuyện nghiêm trọng đấy, nếu mà quả tình bà Harris không sinh ra tại nước Mỹ, thì thưa quý khán giả và chị Lê Ngọc, người trong cuộc họp tinh hoa có một câu là kinh cung chi điểu. Kinh cung chi điểu nghĩa là con chim mà thấy rằng cái cong thì nó sợ, bởi vì nó đã bị bắn một lần rồi. Bây giờ thấy cái cong cong nó tưởng nó là người ta giương cung bắn về phía nó thì nó sợ nó bay đi. Chúng ta có thể áp dụng cái cung chi điểu đó một cách nó hơi 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 giống thôi chứ không giống lắm. Lý do là cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump vừa mới nói ra câu đó hôm rồi thì Tòa Bạch Ốc mà sở dĩ nó ồn lên đó. Bởi vì trước khi ông đã nói hai lần như vậy với hai người rồi. Cái thời mà Tổng thống Barack Obama thì ông Trump năm đó là năm 2011, tức là ông Trump chưa có thể ra tranh cử chính thức gì cả. Ông nói rằng Barack Obama là sinh ra tại Kenya, bởi vì bố ông Obama là người Kenya mà. Và cả quyết cái chuyện đó, nó một cách chắc nịch, nói đi nói lại và không biết bao nhiêu người tin cái chuyện đó. Bởi vì họ mang cái tâm lý là không thích ông Obama, không thích người da màu nên làm tổng thống, vân vân chẳng hạn. Thì tổng thống Obama thật đầu im lặng, cái thái độ im lặng của một người bảo là I don't care, nhưng mà sau thấy nhiều quá thì ủy ban của tổng thống Obama mới lấy cái giấy khai sinh của ông Obama là sinh năm 1961 tại cái bệnh viện Kapiolani. Tôi biết cái bệnh viện nó rõ lắm, bởi vì tôi lái taxi với nó, tôi lái chở khách đi ngang qua đó hoài à. Cái bệnh viện Kapiolani ở bên Honolulu, tức là thủ phủ của Hawaii, nói rất rõ là ông Barack Obama tên là như thế này, đẻ vào lúc mấy giờ tại bệnh viện đó. Không thì trưng ra tổng thống ông Donald Trump lúc đó cũng vẫn không tin, nói là không, cái chuyện này là fake. Nhưng mà cho tới mãi khi ông ra tranh cử năm 2016, thì khi báo chí vừa dính cho tới cùng bảo rằng đây bằng chứng là như thế này, nếu cần thì phải gọi điện thoại qua bên Kapiolani hỏi bệnh viện rồi đây, mà giấy tờ cũng có trưởng lý ký mà sao mà bảo là chuyện này chuyện giỡn được. Thì lúc đó tổng thống Trump lại bảo ôi chính ông là cái người đưa ra ánh sáng để mà làm gọi là giải tỏa tất cả những cái sai lầm của dư luận về ông Barack Obama. He was born in US period. Tổng thống Trump nói như vậy. Tức là ông Obama đẻ ra tại nước Mỹ, chấm hết, không tranh cãi nữa. Cái trường hợp thứ hai là ông Ted Cruz. Nghị sĩ Ted Cruz cũng là người của Đảng Cộng Hòa. Và chúng ta nhớ là trong cái cuộc tranh cử năm 2016 đó, thì ông Ted Cruz cũng là đối thủ của ông Trump. Thì ông Trump đưa ra một cái theory. Ôi, Ted Cruz cũng phải là công dân Mỹ đâu, đẻ Canada mà, phải không? Sau đó cũng xa nốt. Thành thử ra nếu mà dư luận Mỹ họ thấy rằng lần này Tổng thống Trump cũng chỉ lặp lại một cái cách như vậy như đã từng làm với những người khác thôi, thì cái đó cũng chẳng oan gì cả, bởi vì Tổng thống Trump kỳ này thì có phải công nhận là ông nói cũng dè dặt đấy, ông cũng tìm cái chỗ để có chuyện gì mà còn lui lại. Nhưng mà đúng ra đó thì là một người lãnh đạo thì khi nghe một cái tin như thế bảo rằng tôi tin rằng phía đảng Dân Chủ đã điều tra kỹ rồi mới đưa bà Kamala Harris lên như thế. Còn chúng tôi mong rằng cái chuyện mà người ta nói trên mạng xã hội không đúng, thì đó là cái tư cách lãnh đạo của một người kẻ cả đó. Còn cách nói của Tổng thống Trump thì phải nói rằng tôi là người mê Tổng thống Trump lắm, mê lắm lắm luôn. Bằng chứng là ông nói cái gì ra cũng tin cả. Nhưng mà cái điều là riêng cái trường hợp vừa rồi tôi thấy rằng đúng ra Tổng thống Trump nên nói một cách nó khéo léo hơn. Từ giờ tới ngày bầu cử sẽ còn nhiều chuyện vui lắm, nhiều chuyện vui. Nhưng mà ngày hôm vừa rồi là sau khi mà Tổng thống Trump nói xong, mình mới thấy rằng nước Mỹ bây giờ nó làm sao á, nó có cái tình trạng gọi là đảng tranh đó. Tức là cái gì của Cộng Hòa thì phía bên Cộng Hòa bênh bênh cho tới mức độ gọi là vô lý, bênh một cách không thể nào có thể hiểu nổi. Và phía bên Dân Chủ cũng y hệt thế thôi à. Nói cái này của chính giả và chị Lê Học đừng có mắng tôi chứ. Tôi cảm tưởng mình đang sống ở Việt Nam hay sao đó.
Bởi vì tại sao vậy? Bấy nhiêu các vị nghị sĩ và dân biểu Cộng hòa sau khi nghe cái câu của Tổng thống Trump nói về bà Kamala Harris xong đó, mà phóng viên các báo và các đài truyền hình họ đi họ hỏi tất cả những người của phía đang bên đảng Cộng hòa, không có một người nào trả lời điện thoại cả, ngoại trừ một ông, đó là ông nghị sĩ Kennedy của tiểu bang New York đấy, tôi nhớ không lầm, thì ông chỉ nói một cách cũng chừng chừng thôi, cũng không có gì cả, quyết rằng đáng nhẽ không nên nói như thế, vân vân, phải không? Thì đó là cái tình trạng đảng dân của nước Mỹ này. Những cái cuộc bỏ phiếu mà muốn trút phế tổng thống Trump thì cũng thấy ngay, không lẽ bấy nhiêu các vị dân cử của đảng dân chủ không người nào thấy rằng cũng có nên dè chừng cho ông Trump một chút, biết đâu những cái lời cáo buộc của nó có thể sai thì chăng. Nhưng mà không, 100% là bỏ phiếu là muốn truy tố ông Donald Trump. Còn về phía bên đảng Cộng hòa 100% thì trừ có một ông nghị sĩ thôi, là ông tôi để tôi nhớ là cái tên tự nhiên trong đầu bây giờ không nhớ, một ông nghị sĩ bảo không, cái chuyện ông Trump làm đối với Russia, đối với Ukraine như vậy thì có lẽ là cũng có bằng chứng để thấy rằng ông vi phạm luật pháp Mỹ đấy. Đó, cái đảng trên nó kinh quá, ngày xưa nó không tới mức độ như thế. Tôi ở bên Mỹ 35 năm, tôi thấy từ có thể ông Clinton, ông Bush con, ông Obama, rồi cho tới ông hồi đó còn có cả ông Ronald Reagan nữa. Đó, phía bên Cộng hòa với Dân chủ họ reasonable lắm. Cái chuyện gì lãnh đạo của đảng, lãnh đạo của phía bên đảng họ mà nắm quyền tổng thống đó, nếu có gì sai thì họ không nói một cách dữ dội thôi, nhưng mà họ cũng chỉ trích một cách cầm chừng để cho thấy rằng họ là cái lương tri của các cử tri, chứ họ đâu có thể nói một cách gọi là cái gì của tổng thống chúng tôi nói thì cũng là đúng cả, còn cái gì của tổng thống quý vị nói thì chúng tôi cũng chống cả. Cái tình trạng đảng tranh đến bây giờ nó là một cái vết không có được sáng sủa lắm trong cái sinh hoạt chính trị của nước Mỹ, thưa chị Lê Ngọc. Dạ vâng, đây là cái câu trả lời nhắn tin lại từ vị thính giả ở tiểu bang California của anh 714, nói là tôi hiểu ông Thái nhiều lắm, mỉa mai thâm thúy quá, thành thử tôi mới cười khà 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 khà. Thì chắc đây là một Dạ vị thưa thính về giả thưa thường với xuyên theo kính dõi kính kính anh. thưa, dạ vâng, dạ, kính thưa với quý thính giả tại miền Nam California, bác hiểu, bác nói như thế là oan cho em đó, em chả có miệng mày cả, em nói một cách thành thật lắm. Nếu mà lúc nãy có bác sĩ lấy cái biểu đồ mà đo tim với lại đo nhịp nhịp đập thì thấy ngay rằng tim em có đập loạn xạ lên, nhưng lại chắc có lẽ lúc đó em cũng nói láo thật. Dạ. Dạ vâng, riêng Lệ Ngọc đó thì nhớ cái câu mà anh nói rằng là đây anh rất là mê tổng thống của anh. Thì qua những cái sự nhận định, những cái lời mà anh tường thuật đến cho quý vị khán thính giả, thì cái mê này của anh vẫn còn hay không thưa với lại anh Thái? Ngày hôm nay ngày thứ bảy mình thoải mái đi anh. Dạ không, mê ai chứ mê tổng thống Trump tôi không thể tiết lộ được, ai mà nói ai mà đi tiết lộ một cái tình yêu đằm thắm như vậy được, lúc nào đúng phải phải gọi là right time right place and right manner, tức là phải đúng thời đúng lúc và đúng cung cách, chứ đâu có thể nói khơi khơi như vậy được, thưa chị đừng. Dạ vâng, như vậy thì quý vị hãy chờ đợi xem coi tới lúc nào là cái thời gian đúng và ở đâu để cho anh Thái có thể nói lên cái tình yêu này, cái sự mê đắm của anh Thái nha. Không biết là mê đắm hay là mê muội đây, thưa với lại quý vị. Nhưng mà trở lại với những cái phần tin tức đi. Thì anh, ngoài những cái vấn đề mà chúng ta thấy quá nhiều những cái sự tranh cãi trong cái vấn đề chính trị mà anh nói ngay cả giữa đảng phái, thì có đôi khi Lê Ngọc lại suy nghĩ lại. Có nhiều khi người ta chán ngán quá anh, người Mỹ nói it's so fed up, thì người ta không muốn nói đến nữa thưa với anh. Thì bây giờ đây tới cái vụ bầu cử của năm nay, năm 2020, một cái sự nó tranh cãi nó quá gay gắt mà nó lại dính líu đến một cái cơ sở mà chúng ta không bao giờ nghĩ được, đó chính là bưu điện của nước Mỹ. Thì anh ghi nhận như thế nào về vấn đề mà bưu điện của nước Mỹ trong cái vấn đề bầu cử năm nay thưa với anh? Thứ nhất nói về bưu điện của nước Mỹ một cách tổng quát trước cả đã, và sau đó mình sẽ nói tới cái chuyện bầu cử năm nay. Từ xưa tới giờ đó, cái ngành bưu điện của Hoa Kỳ được mô tả là lúc nào cũng lỗ lạ, và những cái người mà quan sát được sinh hoạt của bưu điện Mỹ đã họ nói câu thế này, họ nói rằng trong những ngành của nước Mỹ có một ngành mà nằm trong tay chính phủ thì ngành đó lỗ trọng gọng là bưu điện, và bưu điện lỗ thật. Còn những cái gì mà thuộc về tư nhân quản trị đó thì nó khởi sắc. Cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì đất nước nào cũng thế à. Cái chuyện gì mà cứ lọt vào tay chính phủ vào thì người ta có khuynh hướng lề mề hơn một chút, người ta có khuynh hướng là ý hơn một chút, có vậy thôi. Thành thử ra
Bưu điện tại nước Mỹ thì có lỗ, nhưng mà bây giờ nó xảy ra trong hoàn cảnh sắp sửa bầu cử, và quan niệm của Tổng thống Trump ông nói nhiều lần rồi, ông bảo rằng nếu mà bỏ phiếu bất kỳ này mà bằng bưu điện á, thì đây là một cái cuộc bầu cử mà gian lận nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Nhưng mà ông nói ra là một chuyện, mà chính hai vợ chồng ông thì lại đi bỏ phiếu bằng bưu điện ở tiểu bang Florida, bởi vì ông nói rằng ở Florida có một cái hệ thống mà chúng ta tin được, đó là những cái hệ thống rất là tử tế, bởi vì một thống đốc là ông Cộng hòa mà, ông DeSantis đó. Cái đó cũng là một cái tín hiệu hơi lẫn lộn cho người khi người ta nghe những cái tin như vậy về phía Tổng thống Trump. Nhưng mà nó tóm lại về phía bưu điện này, thì họ nói rằng bây giờ họ không thể nào đáp ứng xuể với cái con số phiếu mà hàng triệu 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 phiếu sẽ được đổ vào những cái bưu điện bây giờ để phân phối cho kịp trước ngày bầu cử. Dân chúng còn phải gửi trả lại nữa chứ, trả lại cái phiếu bầu như thế nào và bưu điện phải kiểm soát như thế nào, vân vân. Thì họ xin một cái ngân khoản. Về phía bên dân chủ cũng muốn cấp một ngân khoản cho bưu điện, nhưng mà tổng thống Trump nói không, không muốn tiền đó, và ông yêu cầu rằng phải xét lại hết cái hệ thống mà bầu cử bằng bằng phiếu bầu bưu điện. Thì ngày hôm qua thôi, mỗi năm thì bưu điện họ có một cái thông lệ là họ đi lấy những cái thùng mà chúng ta thấy để ngoài đường đó, lấy thư họ đi họ tân trang lại, họ đổ thùng mới. Nhưng mà chính vì cái đó trong xảy ra trong hoàn cảnh này, cho nên nhiều người là giải thích là có lẽ bưu điện cũng muốn chơi cái trò gì đây cho nên mới làm như thế. Nhưng mà họ đính chính sáng nay rồi, họ không, chúng tôi sẽ thiết lập được những cái thùng đó trong vài ngày sắp tới và sẽ không remove những cái thùng của những tiểu bang khác nữa, quý vị yên tâm. Tổng thống Trump nhất định không muốn cho thêm một số tiền nào nữa hết đối với bưu điện. Thì bằng chứng là ngày hôm qua cái Hiệp hội Bưu điện Quốc gia Mỹ họ có tới 300.000 hội viên. Có những người hiện nay đang đi làm việc và có những người mà đã nghỉ hưu rồi, họ nói rằng họ endorse, tức là họ ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc tranh cử sắp tới, bởi vì họ nghĩ rằng ông Joe Biden sẽ là người đứng về phía họ. Đó là cái chuyện lùm xùm liên quan đến tranh cử, thì lúc nào nó cũng thế thôi, 4 năm người ta chửi nhau như chó với mèo, người ta làm đủ mọi cái trò để đạt được chiến thắng hết. Nhưng mà sau ngày 3 tháng 11 thì mọi việc sẽ êm đấy, dĩ nhiên sau đó thì cũng phải khui nhau ra một tí nữa nếu người nào có lỗi trong giai đoạn cầm quyền. Còn ngoài ra thì nước Mỹ cũng sẽ đâu vào đấy, thì lại ngọc Anh vừa mới nói đến cái vấn đề mà nghiệp đoàn của bưu điện. Thưa quý vị, khi mà nói đến cái nghiệp đoàn đây, đó là một cái hiệp hội của những người mà họ đưa thư quốc gia. Cái số người mà anh nói đến rất là nhiều, hơn 300.000 nhân viên mà họ vừa đi làm, họ vừa nghỉ hưu, mà họ đưa ra cái quyết định mà họ lên tiếng, họ ủng hộ, họ endorse cho ông Joe Biden. Thì thật sự có phải từ cái lý do, từ những gì mà Tổng thống Donald Trump đang hành xử đối với họ, hay là thật sự chỉ vì cái vấn đề cái nhìn của họ đối với đất nước Mỹ hiện nay nó có quá nhiều những cái sự chia rẽ, thưa với lại anh Thái? tôi chỉ đọc cái văn bản của họ, thì cái là thông báo của Hiệp hội Quốc gia Bưu điện, những người mà đưa thư họ nói rằng họ thấy ông Joe Biden là người ủng hộ cái qua cái chuyện mà họ có thể xin tái cấu trúc lại ngành bưu điện đấy, xin thêm tiền để làm việc. Còn tổng thống thì từ chối, cho nên họ đứng về phía ông Joe Biden chứ không nói tới cái chuyện biến hành gì của đất nước Hoa Kỳ hoặc là chính trị Mỹ gì cả, thưa chị. Dạ vâng, thì bên cạnh những cái sự việc mà đang xảy ra như vậy đó, thì anh nghĩ đi, từ giờ cho tới ngày bầu cử đó chỉ còn có hơn 80 ngày nữa, thì những gì mà bưu điện đang làm đó, thưa với anh, họ có thể mà họ có thể gọi là làm việc cho nó đúng thời gian, gọi là đưa ra những cái lá thư hoặc là nhận lại những cái phiếu bầu cho nó đúng thời hạn để thật sự tới cái ngày 3 tháng 11 thì chúng ta biết được kết quả, hay là chúng ta còn phải chờ đợi một số ngày nữa, thưa với lại anh? Khó đoán, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể giải quyết sớm đúng đúng ngày được, bởi vì với cái tình hình này thì chính quyền trung ương và các địa phương sẽ bảo là nếu như thế phải tăng cường ngân quỹ, tăng cường nhân sự để cho bưu điện làm việc, chứ họ không để cái sự trì trệ được đâu. Nếu mà có thì cũng trễ một vài nơi, một vài tiểu bang thôi mà cũng không trễ lắm. Tổng thống Trump thì nói rồi đó, ông muốn kết quả của bầu cử phải loan báo ngay trong đêm 3 tháng 11, chứ không trễ ngày hôm sau nữa gì cả. Đó là ý của Tổng thống Trump. Thành thử ra tôi nghĩ rằng chắc cũng sẽ giải quyết được, nhưng mà vất vả một chút thôi. Tôi cũng có thời gian mới qua Mỹ, có đi làm bưu điện gần năm,
tôi biết cách giải quyết của họ. Nếu mà thấy tình hình đông quá thì họ tuyển những người contractor mà chả cần nghề nghiệp gì cả, bởi vì đi khiêng mấy, tôi đã tự tuyển vào đi làm cái công việc mà khiêng thùng đó, họ thiếu người khiêng thùng, thiếu cái người mà khiêng những cái bao lớn để mà đựng thư, thì mình vào tới nơi họ bảo rằng thế anh có khả năng nâng một cái túi đựng thư mà dưới 50 pound hay không, anh nâng thử tôi coi. Để tôi nâng lên nâng xuống một chồng oai hùng lắm. Thế thì họ bảo được rồi, thế là anh vào đây ký cái giấy không có bảo hiểm gì cả, anh được trả 1 giờ bao nhiêu tiền, anh làm từ mấy giờ tới mấy giờ, rồi sau đó anh đi về hết hợp đồng mới sẽ nghỉ. Chúng tôi đi làm quần quật, nghĩa là mồ hôi mồ kê ra ghê lắm, là bởi vì có được ngồi văn phòng đâu, chỉ đứng ngoài trời mỗi một ngày như vậy thì một cái xe truck 18 bánh nó đưa cái hồng nó vào phía sợ phía trong, thì mình lốt những cái gói hàng, những cái túi đựng thư đi lên, mà một ngày như vậy là chúng mình vào khoảng từ 5 tới 6 xe. Thì nếu bây giờ tình hình mà nó thiếu người quá thì họ chỉ cần ra một cái thông báo thì bây giờ thì người ta sẽ đi ghi danh ngay, mà chưa kể đó là một cái hy vọng nữa là nếu mà người nào vừa đang làm mà đúng mà trong cái chỗ mà họ đang có thể thiếu những nhân viên thường trực đấy, thì họ quan sát người đã làm một cái tốt, dù mặc dù là hợp đồng ngắn hạn thôi, họ có thể gia tăng thêm để mà làm việc tạm thời full time, và biết đâu mai sau trở thành quy chế của họ. Mình đi làm bưu điện thì là ước mơ của nhiều người lắm, thành ra tôi không sợ cái chuyện thiếu người. Thưa chị Lê Ngọc. Vâng, bên cạnh đó thì khi mà nhìn qua cái tình hình của Trung Đông đó thưa với anh, thì chúng ta đang thấy rằng nước Mỹ có quá nhiều những cái sự việc cho chính, những cái chính sách cho chính người dân hiện nay vì sắp sửa tới ngày bầu cử. Thì tình hình của Trung Đông như thế nào khi mà chúng ta thấy được là trong cách đây mới có vài ngày thì đã có một cái sự lên tiếng về cái sự hòa bình Trung Đông giữa Israel và cái khối UAE thưa với lại anh Thái. Thì thật sự cái chính sách này của nước Mỹ nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề bầu cử trong năm nay hay không ạ? Chính sách nào của một chính quyền đang nhiệm tại tại nhiệm ở nước Mỹ đấy, khi mà đưa ra trong cái giai đoạn bầu cử này thì đều có tính toán cả, mặc dù là nó có thể là kết quả của những cuộc thương lượng lâu dài trước kia, chứ không tự nhiên ngẫu nhiên mà nó xảy ra một cách đúng thời đúng lúc như vậy. Cái chuyện mà do Thái ký một cái thỏa thuận đối với liên đoàn các quốc gia, các vương quốc Ả Rập đấy, thì được mô tả như là một cái sự thành công trong một nỗ lực của Tổng thống Donald Trump để tạo ra một cái nền hòa bình tại khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong 2 ngày vừa qua thôi thì cái phản ứng cũng khá mạnh mẽ đấy, về phía Thổ Nhĩ Kỳ, về phía Iran và một vài quốc gia nữa, họ cho rằng đây lại là góp phần vào cái chuyện tạo sự chia rẽ hơn nữa giữa khối Ả Rập và Israel là Do Thái. Và chưa kể về phía Palestine, họ nói rằng tạo một cái cơ hội để cho Do Thái có thể định cư vĩnh viễn tại những cái vùng mà họ đã chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967 ở trên cái dải Gaza, cao nguyên Golan chẳng hạn. Thì đây là một cái thỏa thuận bị chìm lìm trong cái không khí bầu cử, chìm lìm trong cái chuyện coronavirus, chìm lìm trong cái nền kinh tế Hoa Kỳ đang bị đánh tơi tả vì con virus này, chìm lìm vì dân chúng Mỹ bây giờ công ăn việc làm mất nhiều quá. Thành thử ra nếu mà chúng ta để ý đó, gần như không có một cái đài nào, một cái tờ báo nào nó thảo luận kỹ về cái thỏa thuận giữa Israel và cái liên đoàn các quốc gia Ả Rập hết, bởi vì họ cho rằng nó cũng lọt thỏm trong bất bao nhiêu chuyện khác. Ông con trai con rể của Tổng thống Trump là ông Kushner thì ngày hôm qua trả lời phỏng vấn của cái đài truyền hình nói một cách mạnh miệng, nó một cách hãnh diện, đó là một trong những di sản của ông, bởi vì Kushner có công đi làm cái công việc mà thương lượng đó. Nhưng mà quả tình thưa chị Lệ Ngọc rằng chúng ta phải chờ thì xem phía bên Iran, đặc biệt là Iran, họ sẽ phản ứng ra sao nữa. Bởi vì ngày hôm nay đấy thì Hội đồng Thường trực của Liên Hợp Quốc thông báo cho biết rằng họ phản đối lại cái đề nghị của Hoa Kỳ là muốn gia tăng cái hạn bán vũ khí cho Iran, tức là họ không đồng ý chuyện đó. Nước Anh, nước Pháp, nước Đức thì bỏ phiếu trắng, Hoa Kỳ thì bỏ phiếu hoàn toàn muốn rằng sẽ phải cấm bán vũ khí cho Iran, còn những thành viên còn lại thì họ thỏa thuận là họ sẽ bán tiếp tục vũ khí cho Iran. Và Iran lên tiếng lên bảo rằng Hoa Kỳ vẫn giữ một cái chính sách thù nghịch đối với Iran,
thì chúng ta chưa biết, nhưng mà nếu mà cái tình hình này đó thì cho tới ngày bầu cử tôi sợ là những cái hồ sơ quốc tế đó nó sẽ không có được người ta chú ý lắm. Như là cái trường hợp về Biển Đông bây giờ thì ông Pompeo đi khắp tất cả các nơi lên những tiếng nói nặng nề chỉ trích Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi thế giới phải có một cái liên minh dứt khoát với Trung Quốc. Cộng đồng Việt Nam chúng ta chú ý cái gì đó ghê lắm, bởi vì chúng ta thấy rằng nếu mà Hoa Kỳ giúp được để mà đánh sập đầu con rắn Cộng sản Trung Quốc thì tốt cho thế giới quá, nói chung mà tốt cho dân tộc Việt Nam nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn toàn bộ các mà bản tin của từ CNN có tới để Fox cho tới The Diplomat, The One Street Journal hay là USA Today chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái tên mà Hoa Kỳ điều chiến hạm về Biển Đông cũng chỉ là một trong mấy chục cái tin, trong đó những tin khác về coronavirus, về kinh tế, về cái số tiền mà dân chúng bị chờ đợi thôi. Nên thực ra cái chính sách ngoại giao nào cũng thế, trong cái thời kỳ bầu cử cũng muốn mọi cử tri thấy rằng chúng tôi làm được việc, nhưng mà cái đó tùy quyết định của cử tri thôi, thưa chị. Dạ vâng, về cái tình hình ở Trung Đông đó thì Lê Ngọc lại có một cái ghi nhận từ Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo, ông vừa mới tuyên bố trong ngày hôm qua thôi anh Thái, là nước Mỹ sẽ làm đủ mọi cách trong cái phạm vi quyền hạn của nước Mỹ để mà có thể tái tục cấm vận cái vấn đề vũ khí quốc tế đối với Iran, thưa quý vị, trong một cái cuộc duyệt xét tại Liên Hiệp Quốc. Và từ cái vấn đề này thì một cái sự kiện cuối cùng trong tuần này mà Lê Ngọc muốn gửi đến cho quý vị khán thính giả thì anh Thái ghi nhận như thế nào về cái sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ông lên tiếng, ông ký là ông cấm tất cả những cái công ty Mỹ giao dịch với cái công ty mẹ đó là công ty ByteDance, mà chúng ta biết là đây là cái công ty sở hữu TikTok của Trung Quốc, sau 45 ngày nếu như mà cái công ty mẹ ByteDance này không bán lại cái TikTok cho công ty của Mỹ, nhưng mà người ta nói là người ta theo dõi đó thưa với anh, thì bất chấp những cái lời lên tiếng của Tổng thống Donald Trump hay là những cái vấn đề mà họ đưa ra, họ lo ngại về cái vấn đề cái tính an ninh cho nước Mỹ khi mà sử dụng cái ứng dụng TikTok này, nhưng giới trẻ vẫn tiếp tục thưa với anh, vẫn sử dụng cái ứng dụng TikTok này. Thì anh nghĩ cái ảnh hưởng của cái ứng dụng TikTok này đối với cái an ninh của nước Mỹ như thế nào, thưa với lại anh Thái? Cái chuyện mà ứng dụng TikTok đối an ninh của Mỹ và của nhiều nơi trên thế giới thì cũng có thật, đáng quan ngại thật. Chứ không phải không, tôi đưa một cái thí dụ là cái vụ mà tập họp của Tổng thống Donald Trump tại Tulsa, Oklahoma hôm 30 tháng 6, tháng 7 vừa rồi tôi không nhớ, tháng 6 thì phải. Thì tòa gốc rất là vui, bảo rằng ôi cái số người mà ghi danh lên tới hàng triệu người phải không? Và chắc chắn là hội trường chứ không nổi, cho nên phải tổ chức những cái sân khấu ngoài trời để mà đón những người chào mừng Tổng thống Trump. Nhưng mà sau đó cái con số chỉ có 6-7 ngàn thôi, và người ta biết rằng TikTok nó có giữ vai trò trong chuyện này, tức là họ đặt họ gửi thư vào cái mạng mà giữ ghế trong cái buổi gặp gỡ cử tri của Tổng thống Trump, họ giữ ghế hết, rồi ngày đó họ không đi. Cái chuyện này có thật, tức là họ cũng chơi một cái trò chơi trên mạng xã hội, và có thể không loại trừ cái vấn đề là có sự bàn tay của Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà về phương diện pháp lý á, thì một quốc gia có quyền đưa tất cả những cái bằng chứng cho thấy rằng một công ty như TikTok đã làm vi phạm tới an ninh của đất nước mình. Và nếu mà có tất cả những chuyện đó thì có thể đưa họ ra tòa, đóng cửa công ty, phạt họ. Nhưng mà nếu mà bảo rằng đưa ra một cái lệnh lại quý vị mà không bán cho người của tôi sẽ đóng cửa quý vị đây, thì tôi không biết, cái đó phải hỏi những chuyên gia về về luật. Chị Lê Ngọc có thể hỏi luật sư Nguyễn Hồng Duyên đấy, như vậy thì có phạm luật hay không, bởi vì nếu như thế thì bất kỳ một quốc gia nào khác cũng bảo rằng mà quý vị mà không bán được cho chúng tôi sẽ đóng cửa quý vị. Nhưng mà trong trường hợp những công ty mà làm ăn lớn tại những quốc gia mà họ đang thành công như vậy bị cái quốc gia đó bảo rằng ông phải bán ngay thì sao? Tôi không biết, là tôi chỉ nêu câu hỏi thôi nhé, bởi tôi thấy nó có cái điều gì nó không ổn trong tôi không biết là cái chuyện đó nó có hợp pháp hay không, thưa chị. Dạ vâng, khi mà nói đến luật pháp đó thưa với lại anh Thái, cái nói về luật nó có rất là nhiều những cái khía cạnh. Mỗi vị luật sư đó lại Ngọc biết rằng là họ đều có một cái chuyên môn về ngành nào, ngay cả về business law nó cũng khác nữa thưa với anh. Rồi về hình sự nó quá nhiều
nói về luật pháp thì nó quá nhiều rồi. Từ cái vấn đề này thì trước khi mà anh tạm biệt với lại quý vị khán thính giả thì không biết anh nhận định như thế nào trong cái tuần này tất cả những cái sự kiện đang xảy ra và đặc biệt khi mà chúng ta biết đến liên danh Biden and Harris thì cái cảm nhận của anh như thế nào cho cái vấn đề chính trị của nước Mỹ thưa với anh? Bây giờ thì rõ như ban ngày là nước Mỹ là thường thường người ta nói có hai đảng, Cộng hòa với là Dân chủ. Nhưng mà theo con số thống kê nó có vào khoảng độ 36% những người cử tri độc lập nữa. Những người cử tri đó thì họ không có xác nhận họ là thuộc đảng nào cả. Thì họ cũng sẽ là một cái swing vote lớn, một cái số phiếu mà quyết định cái diện mạo của một cuộc bầu cử. Bây giờ thì về phía Tổng thống Trump của Đảng Cộng hòa là hai người, Donald Trump Mike Pence, còn phía bên Dân chủ thì là Joe Biden và Kamala Harris. Cái chuyện của bà Kamala Harris mà được đưa ra thì rõ chúng ta có thể đoán được trước, bởi vì không phải là đoán được đích danh bà ấy, nhưng mà đoán được phải là một người phụ nữ da màu. Bởi vì ông Biden đã nói nhiều lần rồi, ông đang thu ngắn lại cái danh sách sẽ đứng ra làm phó cho ông. Thứ nhất là cái tiêu chuẩn mà ông muốn chọn là phụ nữ. Và thứ hai là da màu. Người ta đã nói tới bà Susan Rice, người ta nói tới bà Kamala Harris, người ta nói tới một vài khuôn mặt phụ nữ nữa da màu, trong đó có bà thị trưởng của bên Atlanta, vân vân. Thì khi mà loan báo bà Kamala Harris, nó chỉ là cái sự loan báo sau khi trong cái danh sách ở cái tiêu chuẩn đó phụ nữ và da màu thôi. Dân chúng thấy rằng họ chờ đợi điều đó. Và ông Joe Biden thì tính toán một cái chiến lược rằng trong cái bối cảnh mà nước Mỹ đang bị là bất ổn ở nhiều thành phố từ Auckland cho tới Chicago vân vân, vì cái phong trào Black Lives Matter thoạt đầu là rất ôn hòa, sau đó có một số người lợi dụng gọi là tạo phong trào đi qua một hướng khác ấy. Thì bây giờ cách hay nhất là nên chọn một người mà có thể biểu tượng cho là cái quyết tâm muốn hòa giải. Đó. Thì ông Joe Biden đã chọn bà Kamala Harris. Ngay lập tức thì những cộng đồng da màu lên tiếng ủng hộ, họ ủng hộ đó, bởi vì họ thấy rằng về phía ông Joe Biden thì có muốn rằng sẽ đưa một cái khuôn mặt đó ra để có thể hy vọng giải quyết được một số vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Đó là cái điều mà tôi ghi nhận thấy, thưa chị. Dạ vâng, thắng thua thì chúng ta phải nói ra ngày 3 tháng 11 thì chúng ta mới biết được. Nhưng mà thưa với anh Thái, cái cuộc bầu cử năm nay cái tình hình nó quá sôi nổi, nó sôi động. Anh nghĩ là nó sẽ thu hút một số đông cử tri của Mỹ sẽ đi bầu hay không? Không có cái số người mà ở nhà nó rất là ít ỏi hay không thưa anh? Ngoài trừ ngày hôm đó mưa mưa to bão lớn hoặc là coronavirus nó hoành hành tới cái độ người ta không muốn đi ra đường thôi, chứ của cái đà này thì chắc là suốt người đi bầu đông đấy. Nhưng mà một số lớn các tiểu bang thì nó nói rằng để tránh cái trường hợp lây lan của coronavirus cho nên họ sẽ cho bầu bưu điện rồi. Thì nghe chúng ta thấy rằng số người bầu bầu bằng bưu điện hoặc là bầu đến tận phòng phòng phiếu sẽ đông, thì chị Lệ Ngọc. Dạ vâng, cảm ơn anh Thái và tạm biệt với lại anh sẽ gặp lại anh vào lần tới cũng trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR. Thưa với lại anh Thái, một cuối tuần thật là bình yên. Chào quý khán giả và chị Lê Ngọc.